Nay mình giới thiệu với các bạn là món dong nướng trộn rau rừng với lại dong băm sốt bánh đa. Và nguyên liệu món này gồm các loại rau rừng như lá đinh lăng, lá cóc rừng, lá ngành ngạnh, lá xay và thịt dong. Gia vị gồm có là sốt nước ớt để mình ướp dong nướng, xả băm, tỏi băm, ngũ vị hương, bột cà ri. Và món này ăn kèm với bánh đa. Đây. Được chế biến như thế nào thưa bạn? Dạ, dong thì mình cũng soi mình lột da, đem nướng thì mình ướp sốt nước ớt, mình bỏ lò mình nướng. Còn về dong băm thì mình băm nhuyễn, rồi mình ướp xả, ớt, rồi ngũ vị hương, bột cà ri, rồi cho gia vị như hạt nêm, đường, bột ngọt, rồi mình bỏ vô mình xào. Cuối cùng là mình cắt ngò gai và ngũ cho bạn. Với món ăn mà dong băm và dong nướng thì tôi nói thiệt sự mà nói là đây một món ăn đặc sản của Phan Thiết, mà bạn nấu là thực sự mà nói là nó ngon lắm bạn ơi, đậm đà cay và thơm của mùi xả và cay nhẹ của mùi ớt mà ai ăn cũng được cả. Cảm ơn bạn rất nhiều đã đến với chương trình. Dạ em xin cảm ơn.